Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói Ford F-150 Limited là vua của các dòng xe bán tải. Đứng sau Ford F-450 với ngoại hình tổng thể của xe vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế đồ sộ, góc cạnh, vuông vắn, truyền thống của mình. Mặt trước của F-150 Limited nhìn trông khá dữ dằn bởi một lưới tản nhiệt lớn với các thanh kim loại bản to nằm ngang rất vững chắc. Chính giữa là logo Ford. Hai đèn pha trước có thiết kế lớn, tích hợp đèn LED hiện đại. Sự khác biệt ở mặt ngoại thất của phiên bản này chính là phía bên trên nắp capo nổi bật với dòng chữ Limited được gắn nổi. Phiên bản Limited cũng sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất làm từ vật liệu nhôm mạ chrome sáng như tay nắm cửa, chụp ống xả, viền gương, giúp tăng phần sang trọng cho xe. Mặt sau của thùng xe khác biệt so với phiên bản thường, nhờ vào một thanh nhôm khá lớn ốp ở cửa thùng với dòng chữ Limited dập chìm. Mâm xe 6 chấu làm từ hợp kim có kích thước 22 inch. Logo F-150 Limited được gắn tại một số vị trí của xe. Nội thất của xe được bọc da với những đường chỉ may tinh tế, gỗ ốp cao cấp. Logo F-150 Limited xuất hiện khá nhiều bên trong nội thất của xe. Hàng ghế trước trên phiên bản giới hạn này có khả năng mát xa sấy, làm mát ghế và điều chỉnh 10 hướng khác nhau. Những trang bị công nghệ hiện đại bên trong cabin chính là điểm khác biệt của F-150 Limited so với các mẫu xe bán tải khác. Nhìn vào đây ít người có thể nghĩ nó là một chiếc xe bán tải bởi hàng loạt những trang bị hiện đại đều xuất hiện như màn hình đa phương tiện lớn, hệ thống âm thanh đến từ Sony, hệ thống giải trí Sinba, phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn đường, bậc cửa điện và còn rất nhiều option khác. Ford F-150 Limited sử dụng động cơ EcoBoost V63.0L sản sinh công suất tối đa 365 mã lực, mô men xoắn cực đại 570 nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Ford F-150 Limited. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 sở hữu ngoại thất màu xanh và nội thất màu nâu. Chiếc xe được nhập khẩu trực tiếp và nguyên chiếc tại Mỹ. Xe đã lăn bánh được 14.000 mai. Xe chạy rất ít vì đây là một chiếc xe rất sang chứ không đơn thuần chỉ là chiếc xe bán tải. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 3 tỷ đồng. Tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.